Ừ, tao kìa. Mày gớm quá nhở. Đúng chí giận của mày. Bắt đi bao giờ nó mới hết. Kỳ con run như cầy sấy. Bắt cho hết đi, không nó đốt. Ngứa. Ngồi, nó làm cái gì đâu mà phải run. May là nhờ xe thì là còn bắt được con mèo. Chứ đi xe khách thì người ta chửi đấy. Ta không cho chở đi thôi người ta. Người ta sợ lông nheo nheo trên xe ấy. Kiêng ấy. Không cho chở mèo này. Mấy con này bụng nó cứ phưỡn rồi nhỉ, nó bụng sữa. Yên nào.